Vô cái coi, vô cái hết rồi. Vô. Số 2 bắt cặp ba ơi. Số 2 hả? Chứ mấy ngôi số 1 hả? Ai làm mấy ngôi số 1? Mẹ Trinh. Vậy hả? Ba số 2 hả? Mẹ mới ngon số 3 đó. Mẹ ngon số 3 hả? Phải không? Ba ngon số 1. À. Ai giỏi, giỏi quá. Cho chừng rớt nha. Bánh mì da hả mụi? Dạ. Bánh leo không ạ? Không, mụi có cái lưỡi dài quá các bạn ơi. Cả này ăn vô đi, để gớt á. Xin chào các bạn nha. Hôm nay hai cậu cháu xí mụi sẽ ăn bánh mì kẹp với trứng cút nha các bạn. Đây, bánh mì matcha nha. Đây là bánh mì matcha kẹp với trứng cút. Nó bụng quá, trời mưa nó bụng quá nên ăn bánh mì nha các bạn. Cho đỡ đói hết mọi. Đây mình bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Đây bánh mì đây. Mọi ăn thiếu một miếng rồi ha. Bánh mì đây các bạn. Mọi cái leo vô. Rồi, thêm miếng tương cà nữa nha. Mình giấy vô không luôn không? Cà cho nó chua chua, ăn nó ngon. Đây. Rồi xong. Thêm muốn nước tương nữa nha các bạn. Miếng nước tương nữa. Đây. Tương mình sạch lên trứng cút luôn nha. Chứ để sạch xuống bánh mì cho nó thấm vô bánh mì nó ngon. Rồi. Kẹp lại nha các bạn. Còn mỗi ăn không? Hai cậu ba ăn cái này à? Ăn. Đây. Đưa cậu ba miếng này cất cho. Nè con này đi. Ăn cho trúng cái miếng trứng đó nha. Kẹp chậm chặt lên nha. Ăn đi. Ăn như leo không ạ? Không muốn có cái lưỡi dài quá các bạn ơi. Ăn đây ăn vô đi. Để gớt á. À này để đây đi. Để cậu ba làm cho cậu ba ăn. Ăn thôi các bạn ơi. Ăn thôi các cả sushi. Ăn thôi. Thôi các bạn xin si hả? Mà các bạn nghe như này. Trời ơi, mỗi nãy ăn dưa leo không vậy? Mời các bạn nha, đây. Cái này matcha kẹp trứng cút nha các bạn. Ăn chưa có miếng trứng nữa. Ăn ngon nha các bạn, ăn số 1 nha. Cái gì có rớt ra ngoài không? Cầm chặt vô, cắn đi. Cắn bự vô, cắn miếng bự vô. Thôi mỗi ăn miếng thôi đó. Đó, ăn gì đi. Ăn đi, cắn đi, cắn lên nè. Cho thấy. Đó, cắn mạnh vô nha. Ngon không? Số mấy, ngon số mấy? Số 2. Số 2 nha, còn ba ngon số 1 nha. Ngon số 1 nha các bạn. Matcha bánh mì kẹp với trứng cút vô nó rồi nè. 1 2 3 vô. À đừng gớt thôi. À ăn cái trứng rồi, lấy tay vịnh lại cho nó gớt. Ăn rồi. Trời ơi mẹ. Cho chừng rớt nha. Các bạn ơi, cái này giống bánh mì da quá các bạn ơi. Bánh mì da hả mọi? Ngâm. Con rất khó.
mình nói được 30 ngày hết. Còn trứng cút rồi hả? Cảm ơn mày hả? Cút ngon quá hả? Bộ ăn trứng cút ngon các bạn ơi, không có ăn mì. Bánh mì ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Nhờ bạn một khoa ăn trứng cút hơn. Rồi, ăn hết trứng cút, ăn mì đi. Anh giờ ăn bánh mì nữa. Ăn cút xong đi nè. Cái gì vậy? Con đang ăn bánh mì. Ừ, ăn đi. Ngon quá các bạn ơi, trời mưa lạnh lạnh này ăn không ngon á, đói bụng ăn ngon. Vô cái rồi, vô cái nữa rồi. Vô. Số 2 bắt cực ba ơi. Số 2 rồi hả? Chứ mấy ngon số 1 hả? Ai làm mấy ngon số 1? Mẹ Trinh. Vậy hả? Ba số 2 hả? Mẹ mới ngon số 3 đó. Mẹ ngon số 3 hả? Phải không? Ba ngon số 1. À. Ai giỏi, giỏi quá. Ngon no chưa? Ăn chưa no. Chưa no hả? Ăn nữa đi. Ăn nữa không? Ba làm cho miếng nữa nè. Cậu ba cũng chưa no. Các bạn ơi, ăn một ăn mỗi chưa no nên cậu ba sẽ làm cho mỗi thêm một miếng pizza nữa nha. Ghê nè. Nè. Pizza nha các bạn. Cậu mỗi nói này giống pizza nè. Pizza bánh mì. Chân cà nha. Tương nha. Tôi chụp lên trứng cút. Ủa, được lên trứng rồi nha các bạn. Để chụp lên bánh mì nó bị thấm, bánh mì nó mềm á. Đây, giống pizza không các bạn? Cũng giống lắm chứ bộ à. Ăn mũi. Ăn mũi ơi, nè, pizza nè. Ăn pizza nữa không? Ăn mũi giờ khoái chơi cái này rồi các bạn ơi. Mình sang cái này nha. Ăn không? Ăn này nữa không? Ăn này hả? Ăn đi. Chuyện đổ á. Mời các bạn nha. Ngon quá đi. Giống pizza nhìn ngon nhưng mà ăn hơi khó nha các bạn. Nó bị lệch lệch, nó không có kẹp, dính chắc được. Ăn miếng dưa hấu. Ủa, dưa leo. Miếng dưa hấu. Dưa hấu rồi. Cậu ba nói lộn. Dưa leo mà nói dưa hấu. Mày cũng ăn mồi nè. Ăn đi, ăn đi. Để đi, dục mà dục. Các bạn ơi. Cầm mồi ăn no chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa giờ em tiếp bên nhà. Các bạn ơi, video của hai cậu cháu ăn bánh mì với trứng cút đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn mọi. Chào các bạn nha. Bye.